Hi, chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với kênh Hanfast Computer. Mình là Tiến Sư Thầy, còn bên cạnh mình là bạn Hưng BL420. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến một cái chủ đề của phần hồi đáp tiếp theo trong cái số series hồi đáp cùng Hanfast. Thì không để các bạn chờ lâu nữa, thì bạn Hưng sẽ là người đọc ra các câu hỏi và chúng ta sẽ cùng đi đến thảo luận. Rồi, thì trong tuần vừa qua thì mình và anh Tiến cũng đã có tổng hợp được một số những cái câu hỏi cũng như là thắc mắc của anh em trên những cái group cộng đồng cũng như là ngay dưới phần bình luận của cái Q&A lần trước của anh em mình đó. Rồi, ok, giờ bắt đầu luôn ha. Rồi, câu hỏi đầu tiên là có một bạn đang dùng main B760M Steel Legend và cắm với lại i7-13700K. Thì bạn update BIOS lên thì thấy nó có cái dòng là đổi microcode rồi, nhưng mà lại không tìm được cái chỗ để chỉnh offset voltage. Thực tế như thế này này thì là bản chất là tùy vào mỗi hãng sản xuất mà họ có cho phép được cái tính năng là No Undervolt Protection. Và Adrock thì lại một trong những hãng là đi theo hướng khác. Vì bản chất là mình có mail cho đội RD của bên nhà máy Adrock thì họ trả lời rằng là do định hướng sản phẩm, cho nên là các phiên bản BIOS mà cho phép Undervolt thì hiện tại Adrock chưa hỗ trợ. Và cái phiên bản mà B760M Frozen Wi-Fi mà trên kênh mình đã có hướng dẫn ấy, thì là đây là phiên bản BIOS mà mình làm việc riêng với lại bên đội RD, và họ chỉ support cho cái phiên bản đấy. Và do đó thì chúng ta phải chờ trong tương lai thì mới có cái phần mà chỉnh sửa microcode trong BIOS. Ok. Thì tức là với cái con B760M Steel Legend hiện tại thì nó vẫn chưa có cái phần này, và hy vọng là sư thầy sẽ feedback sớm với Asrock để cập nhật cái tính năng này cho anh em. Ok, câu hỏi tiếp theo. Giữa main Z790 Steel Legend và Z790 UDAX-D5 thì sư thầy đánh giá con main nào ngon hơn? Vì bạn thấy là con UDAX thì lại có nhiều phase VRM hơn. Thực tế thì về mặt kỹ thuật thì chúng ta không nên đếm số phase để chúng ta đánh giá một cái bộ mạch chủ, vì nó là chỉ là cảm quan bằng mắt thôi. Còn mỗi cái thiết kế bộ mạch chủ nó khác nhau, từ cái thiết kế VRM, số lượng phase IC điều khiển và cách bố trí sắp xếp phase, cũng như phiên bản BIOS thì nó sẽ nối lên độ ngon và dở. Còn nếu mà xét về phân cấp thì Z790 Steel Legend sẽ phân cấp cao hơn là Z790 UDAX của Gigabyte. UDAX thì chỉ là tương tự với lại dòng Frozen S hoặc là phần Phantom Pin Minh của bên Adrock mà thôi. Thì về cơ bản này, nếu giữa hai bộ mạch chủ thì như mình đã nói rồi, Z790 Steel Legend có nhiều option tốt hơn, giá cả cũng cao hơn. Do đó nếu mà lựa chọn thì đương nhiên thì tính tổng thể về cả hiệu năng lẫn giá thành cũng như là cách thiết kế thì Z790 Steel Legend sẽ là bộ mạch chủ tốt hơn. Còn về tối ưu điện năng cũng các cái thứ thì nó theo như mình cũng đã dùng cả hai con, thì cả hai con đều có thể tối ưu 13700K một cách tốt nhất. Và tuy nhiên với Steel Legend thì mình có thể giảm cái Supercut Power của 13700K về khoảng 185W, trong khi UD thì khoảng 200W. Thì nói chung là khi mà bạn so sánh giữa hai con bo mạch chủ với nhau á, thì không chỉ là số lượng về phase mà nó còn là công suất của từng phase, rồi layer nó có bao nhiêu lớp, layer PCB nó là rất là nhiều vấn đề ha. Cho nên là nếu như mà cái này thì nó cần rất là nhiều kiến thức chuyên sâu, thì bạn có thể tham khảo thêm những cái bài review bo mạch chủ của sư thầy để có thể đánh giá tốt hơn về những cái dòng bo mạch chủ nhé. Ok, đây câu này hay nè. Tức là có một bạn ấy đang đi một cái combo rất là khủng là Z790 Maximus Hero Core i9-13900K và 128GB DDR5, tức là 4x32GB á, và xung là 7200, nhưng mà bạn bật XMP thì nó lại không nhận đủ cái mức xung 7200 này. Cái câu hỏi này cũng khá hay mà rất nhiều bạn gặp từ cái thời mà DDR5 mới ra, Z690 mới ra. Thì cái câu chuyện này nó liên quan đến rất nhiều về mặt đặt tả kỹ thuật, bao gồm cả từ bộ mạch chủ, tức là phiên bản BIOS này, cách thiết kế của cái layer và cái thiết kế mà gọi là của đường tín hiệu cho RAM ấy, đúng rồi. Như là daisy chain hay là topology này, hay là dimmer channel rồi tiếp tục lại là IMC bộ nhớ của CPU ấy, bộ điều khiển bộ nhớ ấy. Cái thứ ba này là cái thứ tư này là cái mà IC nhớ trên RAM này. Rồi cái thiết kế của IC là dual rank hay là một rank single rank. Rồi cái khi DDR5 thì chúng ta cũng nên để ý là nó sẽ có một cái IC điều khiển là BMIC, BMIC. Mà BMIC thì hiện tại có bốn hãng chủ yếu là bên Samsung, Hynix, Micron với lại Spectech. Thì mọi người đều hiểu là không phải cái cùng cái bộ nhớ RAM giống nhau thì cái cách thiết kế nó giống nhau đâu. Mà do đó là khi mà tổng thể là chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân, là một là phiên bản BIOS có mới không. Bộ mạch chủ thiết kế daisy chain thì thiết kế nó chỉ hỗ trợ 2 thanh RAM, tốt hơn đúng rồi. Còn khi các bạn lắp 4 thanh RAM thì đương nhiên xung băng thông của xung nhịp của RAM nó sẽ không cao.
và tổng thêm cả các IC nhớ RAM các thứ. Thì vừa rồi là bạn ấy nhắc đến là việc mà sử dụng 4 thanh xung nhịp 7200. Thì thường bây giờ 6000, 4 thanh 6000 này rất nhiều bộ mạch chủ đã XMB không được rồi. Mà thậm chí là 4x32 tức là rất là nặng luôn á. Tức là khi mà hãng có thể nâng cấp phiên bản BIOS lên, nhưng mà ở mức xung nhịp theo nhanh nhận thấy khoảng 6400 đổ về. Thì hiện tại là một số bộ mạch chủ là có thể thoải mái về cái chỗ việc XMB 4 thanh đấy. Và hôm trước là anh có thử nghiệm trên bộ mạch chủ Z690F phiên bản DRAM 5 thì với 4 thanh bớt 6000 SKU. Và EMB ban đầu nhận, nhưng mà dùng một thời gian nó cũng bị crack RAM. Tức là nó cái việc mà nhận của bộ nhớ này nó sẽ không stable. Do đó trong cái tương lai thì chúng ta phải chờ trong tương lai là chúng ta sẽ có phiên bản BIOS hoặc là cái CPU nâng cấp đời hơn và nhiều thứ khác thì chúng ta sẽ hỗ trợ cái băng thông bộ nhớ EMB cao hơn. Ngoài ra thì nếu mà cái cách mà chúng ta EMB mà không được thì chúng ta có thử OC manual. Nhưng mà OC manual thì cũng phụ thuộc vào rất nhiều kiến thức cũng như là rất nhiều liên quan cả thành phần phần cứng. Đúng rồi. Tổng kết lại là trường hợp này của bạn là mình giải thích như vậy là nó hoàn toàn hợp lý. Tức là để thu gọn lại thì nói chung là nó dựa trên rất là nhiều những cái yếu tố, và nếu mà để gọi ở thời điểm hiện tại thì nếu mà bạn muốn chạy mà 128GB với cái mức xung 7200 này thì gần như là không được luôn. Bạn nên tìm cách hạ bớt cái xung nhịp lại ở một cái mức nào đấy để nó con CPU, cái IMC của CPU cũng như là cái cách khiển RAM của con main, vì con main này là một con main daisy chain, nó có thể chịu được cái mức xung nhịp đó. Ok. Hai thanh RAM thì đẹp. Hai thanh thoải mái. Đúng rồi, tức là em thấy có rất là nhiều bạn thích cái kiểu là có phải lắp full 4 thanh cho nó kiểu nhìn nó máy nó đẹp, nó đầy đặn. Nhưng mà thực ra là cái việc mà anh em lắp full 4 thanh đó, nó khá là gây ra khá là nhiều vấn đề. Nhiều vấn đề. Tiếp tục. Rồi, câu hỏi tiếp theo cũng là liên quan đến bo mạch chủ. Thì bạn đang phân vân giữa hai con main là B650M Riptide và B650E Riptide. À, ba con luôn là B650 Pro RS. Thì con main nào phù hợp để kéo Ryzen 5 7600X ở hiện tại và trong tương lai thì bạn có kế hoạch nâng cấp lên là 7800X3D? Thực ra là con nào cũng có thể chạy luôn cả 7900X. Với lại anh thử nghiệm con main rẻ tiền nhất trước khi mà mấy con giá như Pro RS ra, thì có con Riptide ấy, thì anh thử nghiệm với lại 7900X và chạy CPU Backlit Power 190W, tức là tối đa cái hiệu năng của con CPU này. Thì cái mạch VRM nó khi mà nhiệt độ phòng khoảng 27 độ thì mạch VRM nó khoảng gần 70 độ thôi, tức là nó hoàn toàn tải nặng được vì cách thiết kế VRM và layer PCB của những cái bộ mạch chủ AMD rất là tốt. Thì trong khi mà cái câu hỏi của bạn ấy, B650E Riptide nó sẽ là tốt nhất, tại vì E thì nó là cao cấp hơn bản M một xíu vì nó hỗ trợ cả PCIe Gen 5 của M.2 và PCIe cho Vega. Thì cái nếu mà trường hợp này thì mình khuyên bạn dùng cái bản M Riptide cho việc nâng cấp lên 7800X3D hoặc là trong tương lai hay lên 7900X. Đấy. Mà 7800X3D là còn không hỗ trợ ép xung thì cho nên là mấy con main này thì cần tốt. Cứ thoải mái mà. Thoải mái. Rồi, ok. Rồi, câu hỏi tiếp theo ha, là bạn đang muốn tìm một cái mẫu main MATX như này, B760 mà có thể cân tốt được 13700K, vì bạn muốn build case MATX mà bạn tìm main ZD5 nhưng mà bạn nói chung là tìm không ra, hiếm quá. Main MATX mà chạy 13700K nhiều lắm. Có thể kể đến từ TUF, Stellarion, Mota, Arrows Pro trở lên. Cứ các cái phiên bản ấy bạn tha hồ bạn chọn thì chạy được 13700K. Tuy nhiên có một vấn đề đó là chính là nếu mà để mặc định sẽ bất kỳ power của 13700K có thể lên đến hơn 250W. Do đó các bạn cần phải một cái bộ mạch chủ cần có một cái tản nhiệt tốt. Và tất nhiên là một số bộ mạch chủ như là Mota hoặc là Arrows Pro thì hay tắp thì đều có thể undervolt, như mà các clip mà mình đã hướng dẫn trên kênh cá nhân. Thì các bạn có thể là undervolt để nó giảm cái CPU backlit power và làm cho nó mát hơn. Thì nhìn chung là cái này là cái vấn hiện trạng chung của những cái dòng CPU từ đời 12, 13 đổ lên. Đúng rồi. Thì anh em kể cả mua những cái con bo mạch chủ, bất kể là con nào mình thấy tối ưu hóa lại thì cái hiệu quả nó tốt hơn rất là nhiều. Và cái vấn đề là em thấy là cái main càng xịn thì tối ưu hóa nó lại càng ngon cơ. Đúng. Tại rồi. Vì một cái con main xịn mà nó có VRM xịn thì nếu mà để default nó bơm điện rất là khủng khiếp cho CPU. Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, câu hỏi cuối cùng là cũng liên quan đến vấn đề về XMP và RAM. Thì có một bạn hỏi là bạn đang sử dụng combo B660M Mota của MSI, CPU i7 12700F
và RAM là 32GB DDR4 của Corsair. Thì cái kit RAM này của bạn là có mức SMP là 3600, và khi mà bạn bật SMP lên thì mở máy lên thì bình thường, shutdown mở lại vẫn bình thường, nhưng khi restart thì nó lại không lên. Và khi mà bạn giảm về 3200 thì máy nó hoạt động ok hơn, nhưng mà nó lại hay bị màn hình xanh. Thì thầy có giải pháp nào cho bạn không? Cái câu chuyện này thì nó nhiều nguyên nhân, có thể đến từ RAM, có thể đến từ phiên bản BIOS, có thể là RAM nó không nằm trong QL, hoặc là binning của cái con RAM nó kém. Thì cái câu chuyện này thì nếu về mặt cơ bản thì B660 nó có thể ép xung RAM được. Đúng rồi. Thì chúng ta có thể là trích cái VCCSA và cái vôn RAM lên một chút, mà nếu mà được thì chúng ta giữ nguyên. Vì một số co bô mạch chủ là nó bị thiết kế cái phần VRM cho cái phần ép xung RAM ấy, nó pha phay cho RAM ấy, nó không tốt, thực ra là nó bị trong một số trường hợp khi FB lên thì nó sẽ làm cho cái gây ra crack bất ổn định hoặc là màn hình xanh. Còn nếu mà bạn vẫn bị lỗi này thì tiếp tục là chúng ta thử vậy, nhiều khi gọi là mẹo ấy, lau các chân cắm RAM, slot RAM, vì có thể là trong cái quá trình mà lắp RAM nó bụi, có những cái bụi nhỏ nó lên tiếp xúc nó không ổn định. Thì nếu mà các bạn vệ sinh xong xuôi hết mà trích điện RAM manual rồi mà vẫn bị, thì giải pháp thì một là các bạn đổi main, hai là đổi RAM. Nói chỉ chung có một cách như thế thôi. Nói chung là em thấy là với cái trường hợp này của bạn thì bạn nên dùng phương pháp loại trừ. Nếu bạn có đồ nhá thì có thử đổi RAM thử, rồi đổi CPU thử, bởi vì em nghĩ cái này nó liên quan đến binding, có thể liên quan khá là khả năng cao là liên quan đến binding của RAM hoặc là kể cả CPU, ví dụ như IMC nó bị lỗi như nào đấy, mặc dù cái khả năng đấy thì tương đối thấp. Nhưng mà nếu như bạn có đồ thì bạn nên thử những phương pháp loại trừ để xem vấn đề nó nằm ở cái linh kiện nào. Còn nếu như bạn không có đủ đồ thì có thể mang đến những cái đơn vị để họ có đủ đồ để họ test cho bạn nha. Rồi. Ok, thì đó là toàn bộ những cái câu hỏi của cái số hỏi đáp lần này. Nếu như mà anh em có những cái câu hỏi hay thì có thể để lại dưới phần bình luận, cũng như là ở những cái social media của An Phát bọn mình, để bọn mình có thể trả lời cho anh em trong những cái số hỏi đáp tiếp theo. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại.